sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn/vietrachofficialstore. Cô chào các em, chào mừng các em quay trở lại phần hướng dẫn giải các câu hỏi trong sách Kết nối tri thức với cuộc sống, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên 9. Và ở bài này, cô cùng các em giải đáp một số câu hỏi trong bài 4, công và công suất. Đầu tiên là câu hỏi đầu bài, trang 21, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên 9. Trong đời sống, ta thường nói cần tốn công khi thực hiện các công việc như cấy lúa, xây nhà, ngồi đợi xe, vân vân. Công trong mỗi trường hợp đó được xác định như thế nào? Công trong mỗi trường hợp trên là công sức, công lao, không xác định được như công cơ học. Vậy công cơ học là gì? Đó chính là phần chúng ta tìm hiểu ở những câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi giữa bài, hoạt động 1 trang 22, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên 9. Hãy mô tả quá trình thực hiện công trong các ví dụ ở hình 4.2. Thông qua việc xác định lực tác dụng lên vật và quãng đường vật dịch chuyển theo hướng của lực để cho biết trường hợp nào có công cơ học, trường hợp nào không có công cơ học. Hình 4.2 là ví dụ các trường hợp thực hiện công cơ học và không thực hiện công cơ học. Ở hình A, đưa vật nặng lên cao. Trong trường hợp này, vật chịu tác dụng của trọng lực của trái đất và lực căng của sợi dây. Lực căng của sợi dây làm vật di chuyển đi lên. Vậy trong trường hợp này có công cơ học. Ở hình 4.2B, vận động viên ném lao. Các lực tác dụng vào vật đó là lực của tay và trọng lực. Lực của tay làm cho chiếc lao bay ra xa. Vậy trong trường hợp này có công cơ học. Hình 4.2C, học sinh đang ngồi học. Lực tác dụng là trọng lực nhưng không làm cho học sinh di chuyển nên không có công cơ học. Hình 4.2D, vận động viên đứng yên giữ tạ. Lực tác dụng vào vật là trọng lực và lực giữ của tay. Hai lực này không làm quả tạ di chuyển nên trong trường hợp này cũng không có công cơ học. Câu hỏi phần luyện tập 2, trang 22, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên 9 có yêu cầu như sau. Một xe nâng tác dụng một lực hướng lên theo phương thẳng đứng, có độ lớn 700 N để nâng thùng hàng từ mặt đất lên độ cao 2 mét. Tính công của lực nâng. Để làm được bài này thì các em nhớ công thức tính công. A bằng F nhân S, trong đó F là lực tác dụng lên vật, đơn vị là Newton. S là quãng đường dịch chuyển theo hướng của lực, đơn vị là mét. Vậy công của lực nâng là A bằng F nhân S, thay số ta tính được bằng 1400 J. Hoạt động 2, trang 23, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên 9. Hai xe nâng hai thùng hàng từ mặt đất tới sàn một xe tải có độ cao 1 mét. Xe thứ nhất nâng thùng hàng có trọng lượng 500 N, hết thời gian 10 giây. Xe thứ hai nâng thùng hàng có trọng lượng 700 N, hết thời gian 15 giây. Được mô tả như hình 4.4. A. Tính công mà mỗi xe đã thực hiện để nâng các thùng hàng. B. Xe nào thực hiện công nhanh hơn? Để tính công mà mỗi xe đã thực hiện, ta sử dụng công thức A bằng F nhân S. Để biết được tốc độ thực hiện công nhanh hay chậm của hai xe, ta tính công mà mỗi xe thực hiện được trong một giây. Ý A, tính công do xe thứ nhất thực hiện để nâng thùng hàng. Ký hiệu là A1 bằng F1 nhân S, thay số vào bằng 500 J. Công do xe thứ hai thực hiện để nâng thùng hàng, A2 bằng F2 nhân S, thay số vào bằng 700 nhân 1 bằng 700 J. Ý B, công xe thứ nhất thực hiện được trong một giây bằng 500 chia 10 bằng 50 đơn vị joule chia giây. Công xe thứ hai thực hiện được trong một giây là 700 chia 15
bằng 46,67 đơn vị joule chia giây. Ta thấy rằng 50 lớn hơn 46,67. Vậy, công của xe thứ nhất thực hiện được trong một giây lớn hơn công của xe thứ hai thực hiện được trong một giây. Câu hỏi phần luyện tập 2, trang 24, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên 9. Cứ mỗi lần đập, tim người thực hiện một công khoảng 1 joule. Em hãy đề xuất cách đo công suất của tim bằng cách sử dụng một đồng hồ bấm giây. Công suất được tính bằng công thức B bằng A chia T. Theo đề bài thì ta đã có, cứ mỗi lần đập thì tim người thực hiện một công khoảng 1 joule. Vậy ta sẽ sử dụng đồng hồ bấm giây để tính thời gian thực hiện. Từ đó tính được công suất của tim. Đề xuất cách đo công suất của tim bằng cách sử dụng một đồng hồ bấm giây như sau. Gồm 5 bước. Bước 1, bấm nút reset để đồng hồ bấm giây về 0. Bước 2, bấm nút on off để bắt đầu đo. Bước 3, đếm số nhịp đập của tim trong thời gian 1 phút. Bước 4, bấm nút on off để dừng đo khi đủ 1 phút. Bước 5, sử dụng công thức để tính. Công thực hiện của n lần đập là n joule. Công suất của tim thì trước khi tính ta sẽ đổi 1 phút bằng 60 giây. Vậy công suất của tim là n chia 60, đơn vị là joule chia giây. Phần em có thể trang 24, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên 9. Tính được công suất của thiết bị thực hiện công trong thực tế. Ta sử dụng công thức B bằng A chia T để tính công suất của thiết bị thực hiện công trong thực tế. Như vậy, cô cùng các em đã vừa đi giải đáp một số câu hỏi trong sách giáo khoa đối với bài 4, công và công suất. Hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.